bỏ sự bảo thủ dài trò của hai giới tính. Bằng cách đó sẽ có thể thu hút những khách hàng nữ có khả năng sử dụng dịch vụ của chúng ta. Nghe hay quá, tuyệt lắm. Tuyệt lắm, cô An phụ trách cứ tiến hành đi. Dự án quảng cáo, tại sao chị lại để tên của mình vào đây? Chị đã dùng ý tưởng của tôi để ghi điểm ở công ty này, có đúng như vậy không? À, cô đã dứt, giữ xếp hạng ở trường mẫu giáo. Ngày mai đó. Trưởng nhóm à, em bé được số 8 rồi nè. Anh Kim nè, làm giúp tôi một chuyện này được không? Chúng tôi lấy bộ này. Cô biết nó giá bao nhiêu không? Trả lại sao? Vẻ ngoài của cô quan trọng tới vậy sao? Quan trọng. Tôi sẽ không chịu trách nhiệm gì nếu như cuối cùng cô cảm